trong những chuyến du lịch, điều khiến chúng ta quan tâm nhất thường là những điểm đến ở cuối con đường. Thế nhưng ở Ninh Thuận, những con đường lại mới chính là cảnh đẹp mà chúng ta không nên bỏ qua. Với đường bờ biển dài, Ninh Thuận sở hữu những cung đường ven biển đẹp nhất cả nước, đặc biệt là tuyến đường 702, nối dài từ thành phố Phan Rang đến Cam Ranh Khánh Hòa với vô số cảnh đẹp. Tuyến đường khá dễ đi, tuy nhiên bạn vẫn nên lưu ý những khúc cua và dốc để đảm bảo an toàn nhé. Ủa anh ơi, hình như là mình đang đi chậm lại đúng không anh? Đúng rồi. À, tại vì mình đang đi xuống dốc em. Và khi đi xuống dốc như này mình phải giảm tốc độ lại để nhường đường cho cái xe đi ngược chiều đi lên. Và trong trường hợp mà có tình huống bất ngờ xảy ra thì mình dễ xử lý hơn. Và cánh tài xế của bọn anh thì có một cái kỹ thuật đi khi đi dốc là đi lên dốc số nào thì xuống dốc phải dùng số đấy. Cho em hỏi là cái việc là lên dốc số nào thì xuống dốc số đó thì nó có tác dụng gì vậy anh? À, khi mà em xuống dốc em dùng cái số đó, tức là cái số thấp. Dạ. Thì xe sẽ chạy tốc độ thấp. Và mình dùng số thấp như vậy mình tự hãm xe thì tránh trường hợp là mình đạp thắng liên tục, mình sẽ làm cháy cái bố xe. Dọc đường đi là vô số cảnh đẹp hiện ra, khi là những bãi biển dài xanh ngắt, khi là những ngọn núi đá hoang sơ, tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt lại vừa nên thơ. Đây chắc chắn là một cung đường đáng để những người có đam mê xe dịch đặt chân đến. Anh ơi, chỗ này đẹp quá, mình ngừng lại chụp hình xíu được không anh? À, do đoạn đường này cong và khuất tầm nhìn đó em, thì theo luật giao thông thì không thể dừng lại đây được, vì sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông trên đường và kể cả phương tiện của mình. Theo luật giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện giao thông không được dừng xe, đổ xe tại các vị trí bên trái đường một chiều, trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc, tầm nhìn bị che khuất, trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đổ. Cung đường ven biển này không chỉ mang đến gió mát và cảnh đẹp, mà còn đưa chúng ta đến những vườn nho sai chịu quả tại làng Thái An, vựa nho lớn nhất của Ninh Thuận. Tại đây, bạn có thể vào xin tham quan vườn nho với một mức phí là không một đồng nào cả. Ở Thái An, các bạn có thể hái nho và thưởng thức nho ngay tại vườn. Đặc biệt, các bạn có thể mua nho với giá vô cùng phải chăng. Đừng bỏ qua cơ hội này nha!